Ừ, chắc chị chờ tôi chút xíu nha các chị. Ừ. Rồi xin phép tôi kiểm tra cái chất lượng cái âm thanh với hình ảnh cái anh chị. Các chị có nghe tôi nói và các chị có thấy được cái màn hình của cái file Word không ạ? Dạ có thầy ơi. Rồi ok, rồi tôi nghe được rồi đó. Ok, rồi, cảm ơn các chị. Rồi thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm việc ha. Thì tôi thống kê sơ bộ mấy cái kết quả mà chúng ta gửi bài tập đó, chúng ta xem trên đó ha. Còn cái chương 6 thì chắc để mai mốt thì tôi gửi sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chương kế tiếp, được gọi là chương 7. Chương này gọi cái tên là kiểm định tham số. Thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị là tại sao chúng ta phải có cái học cái chương này. Như vậy thì tôi sẽ giới thiệu lại cái phần cái bài toán ước lượng của chúng ta đi. Bài toán ước lượng dụ thế này đi. Và ví dụ như là tôi có một cái kết quả thế này. Ví dụ như mình có một bài toán ước lượng. Chúng ta có mình có bài toán ước lượng chênh lệch của hai trung bình nữa các anh chị. Bây giờ mình sẽ làm thế này. Chúng ta đi ước lượng là hai cái trung bình. Ví dụ như tôi ghi là mu x đi. Mu x. Chúng ta trừ cho cái cho mi chị chịu khó ha, cái công thức này nó là hơi khó chịu chút xíu. Dụ như bây giờ chúng ta có mi x trừ mi y nó lớn hơn, giả sử tôi ghi là nó lớn hơn là trừ 5 đi, đúng không? Trừ 5 đi. Và nó nhỏ hơn là 4 đi. Đúng không? Nhỏ hơn 4. Vậy thì nếu như chúng ta có cái kết quả ước lượng như vậy đó, thì bây giờ người ta hỏi là vậy thì mu x nó sẽ lớn hơn hay là nhỏ hơn mu y? Đúng không? Chúng ta phải trả lời được câu hỏi đó thì nó mới có ý nghĩa về mặt nghiên cứu, nó ổn hơn. Rồi. Xin lỗi các chị, đây tôi đóng cái video chạy ha, cho nó bớt tải.
Ví dụ như chúng ta có cái mu x trừ y, nó là ta có số liệu của mình đó, là nó lớn hơn cái số trừ 5 và nó nhỏ hơn cái số 4. Như vậy nó sẽ có một phần là số âm và một phần là số dương. Như vậy thì nếu như chúng ta có cái kết quả đó là mu x trừ mu y của mình đó, mu x trừ y nè, số này là khó chịu lắm ha. Nếu như nó âm, đó có nghĩa là nó nằm trong cái khoảng là từ trừ 5 đến 0 á. Như vậy thì chúng ta sẽ có là mu x nó sẽ nhỏ hơn mu, đúng không? Rồi. Nhưng trong trường hợp ngược lại, nếu như chúng ta có mu x và mu y chúng ta là dương, dương có nghĩa là nó nằm trong cái khoảng là từ 0 cho đến 4 các kỳ. Rồi. Như vậy thì mình sẽ có mu x lớn hơn mu y. Như vậy thì khi mà người ta đặt vấn đề ra, vậy thì mu x nó sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn mu y? Mà trong trường hợp chúng ta ước lượng hai bên, một bên âm và một bên dương, thì coi như chúng ta không trả lời được là nó lớn hơn hay là nhỏ hơn, đúng không ạ? Chính vì vậy, từ cái để khắc phục cái nhược điểm của bài toán ước lượng mà trong trường hợp nó xảy ra giống như vậy đó, thì người ta mới đưa ra một cái phương pháp để mà khắc phục đó, đó là người ta sẽ cho chúng ta biết là nó lớn hơn hay là nhỏ hơn hay là nó bằng luôn, thì đó chính là cái bài toán kiểm định của chúng ta mà chúng ta sẽ được học trong cái phần mà tôi đã gửi cho các anh chị. Thì theo cái lý thuyết mà tôi đã gửi cho các anh chị qua cái video đó, thì cái giả thuyết chúng ta đó, mình sẽ có hai cái loại giả thuyết. Đó là cái giả thuyết là bằng, chúng ta so sánh bằng, thì chúng ta gọi nó là giả thuyết hai đuôi. Còn trường hợp chúng ta nhỏ hơn một bằng hoặc là lớn hơn một bằng thì chúng ta gọi là giả thuyết một đuôi. Thì trong cái phần này nó cái phần mà nói về mặt chi tiết đấy, thì chúng ta sẽ có cái hai loại giả thuyết này, và khi mà để đặt giả thuyết một đuôi đó thì nó sẽ có nhiều cái phần chúng ta nó phức tạp. Do đó thì để trình bày cho các anh chị một cách đơn giản nhất, và cái này thì nhiều người ta cũng làm như vậy, tuy nhiên là độ chính xác nó không phải là tuyệt đối, nhưng mà chúng ta có thể chấp nhận được là tất cả các bài toán kiểm định chúng ta đều thực hiện bài toán kiểm định gần như là hai đuôi hết. Nè, như vậy là trong cái toàn bộ cái phần này tôi chỉ giới thiệu chúng ta là bài toán kiểm định hai đuôi thôi. Tuy nhiên là dựa vào kết quả của bài toán kiểm định hai đuôi này đó, thì chúng ta có thể suy ra được là cái kết quả của bài toán kiểm định một đuôi cũng được. Đây, đó là cái nội dung mà chúng ta sẽ được giới thiệu như vậy. Thì như theo cái lý thuyết của chúng ta học, thì mình sẽ đi kiểm định các cái tham số, ví dụ như là trung bình, rồi tỷ lệ, rồi phương sai, rồi chúng ta so sánh hai trung bình, chúng ta so sánh hai tỷ lệ, rồi chúng ta so sánh hai phương sai. Nha. Thì cũng giống như bài toán ước lượng. Thì cái chương này là cái chương để khắc phục nhược điểm của bài toán ước lượng. Do đó những cái phần mà chúng ta thực hiện nó gần gần giống nhau. Rồi bây giờ đầu tiên tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị, chúng ta sẽ có bài toán kiểm định. Chúng ta là bài toán kiểm định trung bình. Giờ chúng ta nghiên cứu về cái hai đuôi thôi nha. Thì để thực hiện bài toán kiểm định hai đuôi, thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái giả thuyết H0 là mu sẽ bằng mu không, H1 là mu khác mu không. Ví dụ như chúng ta người ta đưa ra một cái giả thuyết này là lớp chúng ta cái mức thu nhập bình quân là khoảng 15 triệu đồng một tháng. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có cái mu không này, chúng ta hiểu đó là con số 15 triệu. Và mu này đó là gì? Đó là cái mức thu nhập bình quân của các anh chị trong lớp chúng ta. Rồi. Thì trong lý thuyết chúng ta thì người ta sẽ chia ra làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng ta đã biết phương sai, và trường hợp thứ hai là trường hợp chúng ta chưa biết phương sai. Tuy nhiên cái trường hợp mà chúng ta đã biết phương sai đó, thì đây là cái trường hợp mà trong thực tế chúng ta rất là nói chung là không có khả thi. Giống như chúng ta muốn đi điều tra về kiểm định về cái mức thu nhập của người dân thành phố Cần Thơ đi, chúng ta điều tra thì chúng ta mới có số liệu, mà để điều tra tất cả những người trong thành phố Cần Thơ này thì chắc là chúng ta điều tra không có nổi được. Do đó thì chúng ta không thể nào tính được cái sigma bình phương là phương sai của cả cái tổng thể được. Do đó thì cái phương án này là giới thiệu chúng ta, nó chỉ mang tính chất gọi là lý thuyết thôi, chứ còn thực tế thì chúng ta không có sử dụng được. Như vậy thì tôi sẽ giới thiệu chúng ta cái trường hợp thứ hai đây. Trường hợp thứ hai là trường hợp chúng ta chưa biết phương sai tổng thì cái này là thực tế là chúng ta sẽ không biết. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có bài toán kiểm định phân phối Student. Phân phối Student.
Thì trong lý thuyết chúng ta thì mình người ta cũng chia ra hai trường hợp là trường hợp lớn hơn 30 ta gọi là mẫu lớn và trường hợp nhỏ hơn 30 gọi là mẫu nhỏ. Tuy nhiên trong thực tiễn chúng ta đó là người ta thường là sử dụng là mẫu lớn hết. Tuy nhiên là cái trường hợp chúng ta chưa biết phương xa tổng thể đó thì mình sẽ sử dụng bài toán kiểm định của phân phối Stoughton. Nhưng mà tại vì mẫu lớn chúng ta đi tra cái bảng phân phối Stoughton nó khó, do đó người ta sẽ lấy cái phân phối chuẩn để người ta thay thế để cho nó dễ tính. Tuy nhiên thì bây giờ công nghệ thông tin chúng ta có rồi, như vậy thì cái phần mà chúng ta tính tương đương người ta không có xài nữa, do đó hầu như tất cả các bài toán kiểm định là người ta đều sử dụng là cái phân phối Stoughton hết, nhất là bài toán kiểm định trung bình. Như vậy thì trong trường hợp này chúng ta chỉ cần xét cái điều kiện đó là phân phối Stoughton thôi, còn n lớn bằng 30 này đó là chẳng qua là để chúng ta tra số cho nó dễ, và thứ hai đó là trong cái định lý giới hạn trung tâm đó để thoát khỏi cái điều kiện phân phối chuẩn đó, thì chúng ta phải chọn mẫu lớn. Như vậy thì để thực hiện bài toán kiểm định trung bình thì các anh chị chỉ cần nhớ cái này thôi, và tôi sẽ gồm lại như sau. Đầu tiên là chúng ta đặt giả thiết hai đuôi nha. Sau đó mình sẽ tính cái đại đại lượng T bằng là x ngang trừ cho mi không chia cho s và chia cả căn của n. X ngang là trung bình của cái mẫu mà chúng ta đi điều tra, s là cái độ lệch chuẩn của cái mẫu chúng ta đi điều tra, còn mi không đó là cái giá trị mà người ta cho trước, ví dụ nãy tôi nói là 15.000 hay 15 triệu đó. Còn n đây là cỡ mẫu, thì đây là công thức mà các nhà nghiên cứu về thống kê người ta đã chứng minh được đây là có phân phối Stoughton, cụ thể là ông Gosset. Thì để bác bỏ giả thiết H0 này đó thì chúng ta sẽ có cái kết quả như sau: trị tuyệt đối của T lớn hơn TN trừ 1 alpha trên 2, hoặc là T nhỏ hơn là trừ TN trừ 1 alpha trên 2. Nếu mà nó rơi trong khoảng này thì chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết H0. Đó là cái cách chúng ta làm thủ công và làm cổ điển khi mà chúng ta thực hiện trong cái dạy mà trước đây. Còn bây giờ chúng ta có cái phần mềm rồi thì chúng ta sẽ không có nghiên cứu cái này nữa, chúng ta sẽ không làm cái này luôn, và chúng ta sẽ có một khái niệm ta gọi là giá trị B, giá trị B của kiểm định. Thì tôi sẽ cho chúng ta cái kết quả như sau. Thì người ta sẽ đưa ra cái giá trị kiểm định B là gì? Đó là giá trị mà với mọi alpha lớn hơn B thì chúng ta sẽ dẫn đến là mình sẽ bác bỏ giả thuyết không. Thì để nhắc lại một chút, cái alpha là cái gì hay cái gì? Chúng ta có một trừ alpha đó là độ tin cậy, ha, một trừ alpha là độ tin cậy. Như vậy alpha của chúng ta nó chính là mức ý nghĩa, có nghĩa là alpha là cái xác suất sai, còn cái độ tin cậy đó chính là cái xác suất đúng. Các chị nhớ vậy ha. Như vậy để thực hiện cái bài này trên máy tính thì chúng ta sẽ thực hiện rất là đơn giản, rất là đơn giản, xin lỗi các chị, rất là đơn giản, là chúng ta sẽ không cần tính cái gì hết, máy tính nó sẽ tính sẵn cho chúng ta cái giá trị B này. Được không? Và nhiệm vụ của ta đó là mình cứ việc lấy cái alpha là cái xác suất sai đó, là hay ta gọi là mức ý nghĩa đó, chúng ta so sánh với cái B này. Nếu alpha lớn B thì mình nói là bác bỏ giả thuyết, còn nếu alpha nhỏ hơn B thì chúng ta nói là chấp nhận giả thuyết. Chính xác là nhỏ hơn bằng bằng B là chúng ta nói chấp nhận giả thuyết. Thì giống như trong bài toán ước lượng, chúng ta thực hiện bài toán ước lượng với độ tin cậy mặc nhiên là mình xài 95%. Như vậy ở đây chúng ta sẽ xài cái alpha mặc nhiên là 5%. Như vậy thì trong bài toán thống kê này về mặt lý thuyết á, có khi người ta cho 1%, có khi người ta cho 5%, có khi người ta cho là 10%. Thì bây giờ để cho đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng một cái đại lượng thôi, đó là alpha bằng 5% thôi, để cho nó đơn giản nha. Và hầu như các nhà nghiên cứu thống kê người ta cũng làm như vậy. Rồi. Như vậy thì khi chúng ta chạy ra cái bài toán kiểm định thì chúng ta chỉ cần biết cái B là nó nằm ở đâu, và sau đó chúng ta lấy cái B đó chúng ta so sánh với cái giá trị alpha là xong, và chính xác là chúng ta so với 5% là xong. Đó là cái phần bài toán kiểm định về phân phối Stoughton của chúng ta là như vậy. Rồi bây giờ để cho nó chi tiết hơn, để cho các anh chị dễ nắm vấn đề hơn thì chúng ta sẽ đi vào một bài cụ thể đi. Như bài này, như bài này, đây là cái bài mà đây là chính là cái bài toán ước lượng mà tôi đã gửi cho các anh chị nha. Đây là bài toán ước lượng mà tôi đã gửi cho các anh chị. Rồi tôi ta kêu nè,
đề nghị chúng ta hãy ước hãy kiểm định ha, kiểm định là tới đây là cái câu này là chính đúng rồi nè. Hãy trình bày kết quả kiểm định năng suất của thanh long cao hơn hay là thấp hơn 6.100 kg trên một cọng. Rồi như vậy trong trường hợp này là chúng ta hiểu là Cái màn hình của thầy chưa hiển lên ha, hả? cái màn hình của thầy chưa có chia sẻ lên. Màn hình của quả cái hả? Dạ đúng rồi. À, để tôi chỉnh này. Rồi các anh chị thấy chưa, màn hình chưa quạt chứ em? Alo, thấy chưa Em anh thấy chị? rồi, thấy rồi. Ok, rồi. Như là tôi kiểm tra, tôi chắc nãy tôi vô tình tôi đóng lại. Rồi, rồi như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cái bài này bằng cách là chúng ta chạy trên phần mềm Expedit. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ có cái giá trị mi không và bao nhiêu, đúng không? Rồi chúng ta đặt giả thuyết ngay đuôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tìm cái B. Rồi chúng ta lấy cái B, chúng ta đi so sánh với 5% để chúng ta ra kết quả thôi. Rồi. Như vậy thì để tóm tắt cái bài này, tôi sẽ hướng dẫn chúng ta cái cách để chúng ta trình bày một bài toán kiểm định. Chúng ta sẽ gồm các cái bước như sau. Bước thứ nhất đó là chúng ta đặt giả thuyết. Đây là mình làm cho tính ha. Giả thuyết. Tuy nhiên là mình sẽ đặt một cái loại giả thuyết thôi, đó là giả thuyết hai đuôi thôi, có nghĩa là chúng ta đi so sánh bằng. Bước thứ hai là chúng ta nếu mà làm trên máy tính này là chúng ta sẽ đi tìm cái giá trị B. B này là nếu mà cái B này của chúng ta mà nó nhỏ hơn alpha, B này nó nhỏ hơn alpha, hay là ta nói alpha lớn B, hay nếu mà nó nhỏ hơn alpha, chính xác là nó sẽ nhỏ hơn là 5%. Thì mình sẽ dẫn đến một cái kết quả, đó là chúng ta sẽ bác bỏ cái giả thuyết H0. Còn nếu mà ngược lại nó lớn hơn bằng 5% thì chúng ta nói là chấp nhận giả thuyết không, đúng không? Và bước thứ ba là cái bước mà coi như mình trả lời câu hỏi của bài toán, thì chứ người ta hỏi cái gì mình trả lời cái đấy, thì cái phần này chúng ta gọi là cái phần mình kết luận, hay là chúng ta gọi là phần mình trả lời cái câu hỏi của bài toán. Rồi chúng ta nhớ vậy ha. Rồi bây giờ tôi sẽ thực hiện cái bài này bằng cách là chúng ta sẽ chạy trên cái phần mềm Expedit, thì mình chạy y chang như cái phần ước lượng cho các chị, nhưng mà bây giờ mình sẽ có thêm yếu tố, đó là gì, đó là kiểm định. Rồi, bây giờ tôi sẽ chạy phần mềm ha. Rồi đây là phần mềm ha, các chị chắc cũng cài đặt rồi ha. Rồi bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cái dữ liệu giống như bữa hôm trước nha. Tôi sẽ copy cái file dữ liệu. Không, đây là số liệu về năng suất ha. Tôi sẽ copy qua bên qua Excel. Sau đó mình sẽ đổi thành cột hết ha. Tôi gom như một cột hết. Transport. Rồi tôi nói lại ha. Này bữa trước chúng ta đã làm rồi ha, các anh chị chắc cái phần ước lượng đó chúng ta cũng làm ok rồi. À, bây giờ tôi sẽ copy cái này qua bên Expedit. Rồi mình dán vô ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thực hiện bài này như sau. Thì các anh chị làm y chang như ước lượng các chị, không, nó chỉ khác chút xíu thôi. Như vậy thì đầu tiên mình sẽ vào cái chỗ analyze ha. Chúng ta vào analyze. Sau đó chúng ta vào chỗ compare min. Rồi sau đó mình chọn vào cái gì ha. Chúng ta chọn vào cái one sample t-test.
Không, test thì nghĩa là kiểm định đó các chị. T là kiểm định phân phối student ha. Như vậy, ok. Rồi bây giờ chúng ta chọn miếng nào? Đây là miếng này đúng không? À, đúng rồi, nãy mày đặt tên ha, chỉnh lại. Em mà sẽ sửa lại đi. Sửa đây cho này là năng suất đi ha. Rồi các anh chị vào cái chỗ compare min ha, cũng vào one sample ha. Rồi giống như ước lượng thôi, chúng ta sẽ chọn cái biến năng suất này, chúng ta add nó qua một chỗ test variable. Rồi bây giờ chúng ta có chữ test value, nghĩa là cái giá trị mà chúng ta người ta cho trước để chúng ta so sánh á, rồi giá trị kiểm định á. Như vậy bài mình là giá trị kiểm định mình là 6.100. Rồi chưa? Ok, 6.100. Ok. Rồi, nếu mà chúng ta muốn chỉnh cái độ tin cậy đó thì chúng ta chỉnh rồi đấy. Nhưng mà thôi mình mặc nhiên mình xài 95% ha, hay là alpha 500 luôn. Rồi. Chúng ta ok. Rồi. Như vậy là mình sẽ có được hai cái bảng giống y chang như cái phần bên ước lượng bữa trước. Như vậy là bây giờ tôi sẽ copy phần này. Được không? Thì dán qua đây đi để chúng ta dễ nhìn thôi. Như vậy nếu mà yêu cầu chỗ này, nếu mà mình có làm thì mình sẽ làm chỗ này đúng không, gắn vô đây. Tuy nhiên thì cái phần này các anh chị tự làm thôi nha. Thì nếu đi thi thì tôi sẽ copy nguyên bản này giờ có đề, rồi sau đó tôi hỏi cho các anh chị, rồi các anh chị trả lời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cái phần ước lượng này, chúng ta xem cho mình có được cái gì nè. Đầu tiên đây là n, đây là cỡ mẫu ha các anh chị. Rồi min đây là số trung bình. Rồi, số trung bình như vậy thì nó là x nghe. Không, nó là x nghe. Rồi. Chúng ta có chữ đây là standard deviation, chính là độ lệch chuẩn nha. Như vậy cái này là s. Rồi, nếu này là biến x thì tôi gọi là s. Còn không bây giờ nói chung là s đúng không? Rồi. Rồi đây là bài cái kết quả ước lượng. Đúng không? Mà cái này là chúng ta đã biết được ở trong cái chi 6 rồi. Đúng không? À, tuy nhiên ở đây là chúng ta đang làm bài toán kiểm định, giờ đây mình sẽ quan tâm kiểm định nè. Thì chỗ kiểm định đây chúng ta có chú ý này, chúng ta có cái test value là 6.001. À, như vậy cái này là mi không, à, cái này là mi không ha. Còn cái này chúng ta có đây là t, t chính là cái đại lượng t bằng x ngang trừ mi không chia cho s chia căn n đó các chị. Rồi. DF là bậc tự do, có nghĩa là chúng ta đi tra cái bảng là t n trừ một các chị. À, tên này trừ một nghĩa là bậc tự do chính là 60 trừ một là 59. Được. Rồi chúng ta có cái đại lượng quan trọng đây, đó là xích. Được. Cái chữ xích này nó chính là cái giá trị b đó các chị. Được. Thì cái giá trị b này các chị, cái giá trị b này nè, người ta có nhiều cái tên lắm, người ta có khi người ta gọi là b, có khi người ta gọi nó là đặt tên là b là value. À, có khi là người ta ghi nó là chữ chữ prop, là chữ probability đó các chị, là xác suất đó nha. Rồi có khi người ta nó ghi là chữ chữ xích có là viết tắt cái chữ significant đó các chị, có nghĩa là nó gọi là ý nghĩa đó, ý nghĩa ta kiểu mà dịch theo cái kiểu cái từ thông thường đó nha. À, như vậy là những cái từ này nè, những cái từ này, nó chính là giá trị B. Như vậy thì khi các anh chị mà xem các cái phần mềm xử lý đó thì chúng ta thấy mấy cái từ này nó chính là cái giá trị B đó. Tuy nhiên nó còn nhiều ký hiệu nữa các anh chị, đây là những ký hiệu cơ bản đây. Rồi. Như vậy đây chúng ta có giá trị B. Đúng không? B này là B gì? À, chúng ta để cái chữ thu theo, có nghĩa là cái B này để dành cho bài toán kiểm định hai đuôi. Như vậy chúng ta đang thực hiện bài toán kiểm định hai đuôi thì chúng ta cứ lấy cái B này thôi. Được chưa? Rồi như vậy thì bây giờ câu thứ nhất là mình đã làm rồi ha. Bây giờ chúng ta sang cái câu 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 thứ hai đi. Đề nghị chúng ta hãy viết công thức giá trị kiểm định. À, bữa trước thì chúng ta sẽ yêu cầu là viết công thức ước lượng đúng không? Thì bây giờ chúng ta viết công thức kiểm định. À, thì cái công thức kiểm định chúng ta là công thức nào? Chính là cái công thức này nè. Công thức này các anh chị. À, như vậy chúng ta dán như này. À, rồi mình thấy số vô. Nha, ta kêu thế số vô, mình thế số vô. Rồi. À, như vậy nó bằng gì nè? À, x ngang là bao nhiêu? Đây nè, đúng không?
là 5.000 năm năm, không đúng không, bảy ba đi đúng không, bảy ba à, trừ cho mi không, không đâu, mi không đây là các chị, 6.100. Rồi chúng ta chia cho us, us là nào, us là cái này nè, đúng không, 2224 đúng không, 744. Rồi chúng ta chia cho căn của n, căn n, căn n là căn của 60 đúng không, và kết quả này nó nằm đâu các chị, kết quả này nằm đâu, kết quả này nó nằm đây nè, đây nè, đây nè, à, nó bằng là trừ 2,088. Rồi đó là chúng ta có cái kết quả T, đúng không? Rồi. Như vậy là nếu như mình làm thủ công đó, chúng ta muốn biết chấp nhận hay bác bỏ giả thuyết đó, thì chúng ta lấy cái T này nè, mình đi so sánh với cái T của alpha chia 2, như là T của 2,5%. Không? Và cái bậc tự do ở đây là n trừ 1, như vậy là 59. Được không? Chúng ta lấy cái này nè, ta lấy chuyện tuyệt đối nha, ta lấy chuyện tuyệt đối chứ không phải là lấy cái T không nha, kia là chúng ta lấy cái phần dương thôi. Thì đây chúng ta lấy chuyện tuyệt đối nha. Về từ từ ghi dựa chuyện tuyệt đối luôn cho chúng ta. Tôi kèm cái chỗ để ghi chuyện đó luôn ha, cho các chị mường tượng công việc luôn. Nghĩa là nếu mà chúng ta muốn biết hay không đó, là chúng ta lấy chỉ cái đó này nè, chỉ đó của T ha, nghĩa là trong trường hợp này chỉ đó của T của chúng ta là bao nhiêu ạ, bằng là 2,058 à, cụ thể đây là bằng 2,088 đúng không, chúng ta so sánh với T 2 và 5% và 59. À, như vậy thì chúng ta phải đi tra vào cái phụ lục của nó. Ví dụ như bây giờ chúng ta bữa trước mình tra phụ lục này là bằng bao nhiêu ha? Chúng ta kiểm tra cái, tra lần một lần nữa cái. Đây phụ lục này. À, ví dụ đây là phân phối student ha. Student này rồi. 2,5% đây, cộng này. Chúng ta tra ở cái mức là 59, mình không có 59 mình có 60 đi. Được không? Như vậy là bằng 2. Được không? Nó cao bằng 2 đây. Rồi. Nếu cao bằng 2 như vậy thì à, chúng ta sẽ có cái chỗ này bằng 2 nè, đúng không? Hai như vậy rõ ràng chúng ta sẽ có chỉ tuyệt đối của T này của chúng ta là lớn hơn, đúng không? Mà nếu lớn hơn thì dẫn đến điều gì? Bác bỏ giả thuyết. Nha, các chị nhớ cái phần lý thuyết chúng ta là như vậy. Đó là mình lập thủ công ha. Nhưng mà bây giờ mình nếu mà điều tra trong trường hợp là cả ngàn người thì sao? Đúng không? Thì lúc đó cái bậc tự do chúng ta bây giờ nó sẽ rất là lớn, và như vậy mình không có bảng để mình tra. À, do đó hồi xưa thì không có máy tính thì người ta sẽ lấy cái Z để người ta tính tương đương, nhưng bây giờ mình có máy tính hết rồi, do đó cái phần này mình có thể tra trên máy tính được, đúng không? Tuy nhiên khi chúng ta làm trong thực tế thì chúng ta chỉ cần giá trị B thôi. Rồi, B là giá trị nào? Cái này nè. Rồi như vậy thì cái đây là cái chúng ta nói về bằng lý thuyết, như vậy thì chúng ta bỏ cái này đi ha, giới thiệu sơ qua chúng ta nắm tay. Đó là mình làm công ha. Rồi bây giờ tiếp tục. Bây giờ người ta kêu là hãy trình bày cái kết quả kiểm định dựa vào cái phần máy tính này. Rồi như vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái giả thuyết. Đó, đặt giả thuyết. Bây giờ tôi sẽ lấy cái công thức của đây, cái bên này, giả thuyết. Như vậy là chúng ta làm bước ha, ba bước. Giả sử tôi đánh số đây là bước 1 luôn đi hay các chị, để chúng ta có thể nắm nha, bước 1. Luôn đi bước đầu tiên. Rồi. Thì chúng ta có mi không, đây là bằng 6.001. 6.100. Rồi chỗ này chúng ta cũng sẽ sửa cái mi không này lại bằng là 6.100. Đó là cái bước thứ nhất. Thứ hai.
là chúng ta có giá trị B, ghi thẳng B luôn hay không thì các chị ghi lại, ghi ghi alpha đi ha, alpha đâu, alpha. Chúng ta đang xem mặt như alpha bằng 5%. À. Chúng ta có B bằng bằng như các chị nó bằng là 0,041 đúng không, bằng 0,041 nhưng mà cái đơn vị này là xác suất. Cái đó khi các anh chị mà chuyển qua bài toán chúng ta trình bày đó thì các anh chị chịu khó chuyển cái này thành là phần trăm các chị, về chúng ta sẽ ghi nó là 4,1%. Nên chúng ta đổi không số này này thành là 4,1%. Nên chúng ta đổi ra phần trăm hết các anh chị. Không. Như vậy là chúng ta sẽ có cái B này nó là gì? À, chúng ta có alpha lớn hơn B. Mà alpha mà lớn hơn B thì dẫn đến một cái kết quả như trong lý thuyết đó, chúng ta nãy gì trình bày đó, đó là chúng ta bác bỏ cái giả thuyết. Không. À, như vậy chúng ta bác bỏ giả thuyết đó không đó thì mình được cái gì? Mình bác bỏ giả thuyết không có nghĩa là chúng ta sẽ được là quy sẽ khác 6,1 đúng không, tại h không là bằng thì mình bác bỏ thì mình sẽ được h một đó là khác 6,1. À. Nhưng mà giả sử bây giờ khi mà chúng ta bác bỏ rồi chúng ta muốn biết là vậy thì nó lớn hơn hay nhỏ hơn 6,1 thì có một cách làm rất là đơn giản là chúng ta lấy cái giá trị trung bình này nè, chiếc này nè, chúng ta so sánh với giá trị cho trước, nếu nó lớn hơn thì chúng ta kết luận là lớn hơn, còn nếu nó nhỏ hơn thì chúng ta sẽ chấp nhận là nhỏ hơn. À, như vậy thì trong trường hợp này cụ thể này chúng ta có x ngang là bằng 5,5 nhưng mà mi không bằng 6,1, như vậy thì mình sẽ suy ra là cái lượng lượng mi của chúng ta đó nó sẽ nhỏ hơn 6,1 rồi. Và như vậy thì trong trường hợp này chúng ta sẽ kết luận, với mức ý nghĩa alpha bằng 5%, chúng ta ghi với alpha bằng 5%, thì mình sẽ có kết quả đó là mi, không mi. Và chúng ta nó sẽ sao nè? Nãy chúng ta có x ngang nhỏ hơn mi đúng không? Nhỏ hơn mi không đúng không? X ngang chúng ta là 5,5 nhỏ 6,1. Như vậy chúng ta sẽ ghi là mi sẽ nhỏ hơn 6,1. Là mà mi là gì? À, mi là cái năng suất trung bình. À, như vậy chúng ta kết luận trả lời câu hỏi người ta nó là năng suất đúng không? Trung bình sẽ thấp hơn. Thấp hơn. Cái máy này nó 99 á. Thấp hơn là 6.000 100 rồi. Như vậy thì tôi chỉ yêu cầu của chúng ta khi mà mình làm trên trên cái bài toán kiểm định á, à, thì chúng ta chỉ cần tập trung làm trên máy tính thôi, tôi sẽ không bắt buộc các anh chị làm phổ thông hay làm thủ công, tuy nhiên thì chúng ta cũng phải hiểu những con số trong này là cái gì đúng không. Rồi đó là như vậy là cái phần kiểm định chúng ta chỉ cần nắm nhiêu đây là ok nhất nè, đúng không? Còn nếu không thì chúng ta biết thêm cái chỗ công thức này, rồi nếu mà chúng ta muốn chấp nhận cái bác bỏ thì chúng ta sẽ lấy cái này chúng ta đi tra với cái bảng phụ lục đó là thủ công. Tuy nhiên thì trong thực tiễn thì không ai làm thủ công cả. Rồi, tiếp tục cái cách gì rồi thì trong cái bài này lại tôi có lòng thêm một cái câu nữa đó là hãy trình bày cái kết quả ước lượng. Thấy không? Thì cái chỗ này nó có một cái chú ý các anh chị. À, khi mà chúng ta thực hiện bài toán ước lượng ở chương 6 đó thì cái test cái liên này của chúng ta đó là mình không có nhập gì hết. Đúng không ạ? Chúng ta cứ lên chọn biến người ta chạy thôi. Như vậy mặc nhiên cái test cái liên này của chúng ta nó bằng không. À, đó là khi mình chúng ta thực hiện bài toán ước lượng thì mặc nhiên cái này bằng không. Tuy nhiên trong cái bài này đó là chúng ta thực hiện bài toán kiểm định chúng ta lại có cái giá trị test value này nó khác không, mà bây giờ chúng ta muốn sử dụng bài toán ước lượng thì chúng ta phải điều chỉnh. À. Như vậy nếu như mình thực hiện bài toán ước lượng
kết hợp với bài toán kiểm định thì chúng ta phải có một cái điều chỉnh. Đó là gì? Đó là chúng ta sẽ cộng cái giá trị mi không này nè vào hai vế luôn của cái lão ơ và của cái vật này luôn. À, có nghĩa là nếu mà chúng ta trình bày ước lượng thì mình sẽ ước lượng trình bày như sau. Nếu mình trình bày như sau, mình sẽ ghi này, với độ tin cậy đúng không? Lúc nào cũng vậy, với độ tin cậy. Độ tin cậy 95%. Thì sao? Chúng ta sẽ có năng suất trung bình sẽ từ bao nhiêu? Sẽ là từ từ con số này nè, trừ 1174, trừ 1174 không đến nè, thì ta từ từ ha, đến từ 25, tôi bỏ mấy đuôi đi ha, trừ 25. Đó là cái cách chúng ta trả lời trong cái bài toán ước lượng đơn thuần, nhưng mà ở đây chúng ta có bài toán kiểm định thì các anh chị sẽ chịu khó chỗ này nè, chúng ta phải cộng thêm, tổng cộng thêm nhiêu? 6.001. Nhớ ha, chúng ta cộng thêm này. Và chỗ này cũng vậy, chúng ta sẽ cộng thêm 6.001. Nè, các chị nhớ cộng thêm cái này, các chị cộng vô là nó sai á. Như vậy thì cái bài toán ước lượng và bài toán kiểm định thông thường nó sẽ đi một cặp. Như vậy thì các chị chú ý chúng ta phải cộng thêm hai vế thêm mới không. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết luận được cái bài toán thứ nhất, đó là bài toán kiểm định trung bình. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có bài toán kiểm định thứ hai, đó là bài toán kiểm định về tỷ lệ. Nào, thì giống như bài toán ước lượng trong cái phần tỷ lệ đấy, thì trong cái phần mềm SVSS nó không có bài toán ước lượng tỷ lệ, và như vậy nó sẽ cũng không có bài toán kiểm định một tỷ lệ. Do đó thì chúng ta sẽ ứng dụng hay là chúng ta sử dụng cái phần kiểm định, cái phần kiểm định của trung bình để chúng ta áp dụng vào bài toán kiểm định của tỷ lệ. Thì để cho chúng ta có thể áp dụng được đó, thì các anh chị sẽ làm giống y chang như bữa hôm trước chúng ta học bài toán tỷ lệ, ước lượng tỷ lệ. Như vậy là cái biến mà chúng ta cần ước lượng đó, hay là biến chúng ta cần kiểm định đó, là nó phải là một biến nhị thức. Biến nhị thức có nghĩa là nó chỉ có hai giá trị, có và không thôi, cái này và cái kia thôi. Giống như là chúng ta nói về nam với nữ, có tập quấn hay không có tập quấn, nha. Sinh viên có sử dụng thuốc lá hay không sử dụng thuốc lá, chỉ có hành không đạt. Và để áp dụng bài toán này đó, thì chúng ta phải mã hóa như sau: nếu cái hộ nào là có tập quấn, thì nói chung là chúng ta muốn ước lượng cái đối tượng nào, thì chúng ta sẽ mã hóa cái đối tượng đó là số 1 và cái đối tượng còn lại chúng ta là số 0. Ví dụ như chúng ta ước lượng tỷ lệ nam thì mình phải mã hóa nam là con số 1. Còn nếu mà chúng ta ước lượng tỷ lệ nữ thì mình phải mã hóa nữ là cái số 1 và nam là cái số 0. Ví dụ như bài này chúng ta là kêu là ước lượng, tức là hãy kiểm định về tỷ lệ những hộ có tập huấn, có tham gia tập huấn. Như vậy thì chúng ta phải mã hóa những hộ có tham gia tập huấn là con số 1 và những hộ không có tham gia tập huấn là con số 0. Rồi đó là chúng ta sẽ sử dụng cái kết quả y chang như bài toán ước lượng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài này. Thì muốn làm bài này thì chúng ta quay lại lý thuyết một chút. Đây chúng ta có bài toán kiểm định về tỷ lệ. Đó, đây là công thức này. Chúng ta có z bằng b mũ trừ cho b0 chia cho b0 nhân cho 1 trừ b0 chia n. Thì cái bài toán này chúng ta chú ý là trong bài toán kiểm định về tỷ lệ đó, là chúng ta phải có cỡ mẫu lớn mới được, cỡ mẫu nhỏ là chúng ta không có sử dụng được. Thì trong đó, trong công thức này chúng ta có b mũ đó là gì? B mũ đó là tỷ lệ mẫu.
ha, B mũ nó là tỷ lệ 1. À. Còn cái B0 là đó là cái giá trị tỷ lệ mà người ta cho trước. Ví dụ người ta nói cho biết là tình hình thất nghiệp ở thành thị ở thành phố Cần Thơ sẽ là 10% chẳng hạn, đúng không? À, như vậy là chúng ta sẽ có cái B mũ là 10%. Cái B0 ta là 10% như thế. Rồi. À, như vậy thì trong trường hợp này chúng ta theo lý thuyết là chúng ta sử dụng Z cho các anh chị, nhưng mà trong thực tế đó thì người ta sẽ sử dụng công thức này là người ta sẽ chuyển qua sử dụng T. Tại sao người ta sử dụng T? Bởi vì cái T nó sẽ chính xác hơn cái Z. À, nhưng mà đi với cái trường hợp mẫu lớn như nãy giờ chúng ta nói đó, khi mẫu lớn thì chúng ta tra cái bảng T nó khó, do đó người ta mới tính cái Z là tương đương. Được chưa? Do đó cái công thức của chúng ta nó sẽ là như vậy. À. Tuy nhiên là mà khi mình xài thì mình không sẽ xài như vậy. Thì chúng ta sẽ làm y chang như bài toán lượng ha. À, làm toán lượng. Rồi bây giờ đầu tiên tôi sẽ chuyển cái dữ liệu qua đi, rồi chúng ta sẽ cùng nhau tính từ từng bước kế tiếp. Rồi tôi sẽ có cái bộ dữ liệu của người ta cho đây. Họ có tập huấn và không có tập huấn. Tôi sẽ bắt vào đây. Chúng ta cũng sẽ chuyển đổi nữa ha. Để nó thành cột ha. Ok. Như vậy là không có tập huấn là số 0 ha. Tôi sẽ nói cái này xuống. Yeah. Đây, đúng không? Vậy là toàn bộ cái này là số 1 là có tập huấn và số 0 là không có tập huấn. Rồi bây giờ tôi sẽ dán vào phần mềm, đúng không? Rồi, tôi dán đại đây luôn đi ha anh chị, dán đại đi đi. Giống như bữa trước đi, dán đại vậy. À, như vậy là chúng ta đặt cái tên biến này là tập huấn ha, bữa trước chúng ta cũng đặt tập huấn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm y chang như bữa hôm trước. Chúng ta sẽ vào cái chỗ Analyze. Chúng ta cũng vào Compare Mean. Rồi chúng ta cũng vào One Sample T-Test. Rồi biến chúng ta ước lượng bây giờ không phải là biến năng suất nữa, mà là biến tập huấn. Rồi. Hồi nãy chúng ta nói là cái tỷ lệ là 75% đúng không? Như vậy các anh chị sẽ nhập vô chỗ này cho tôi đó là 0.75 nha. Thì máy này đang nó đang xét cái chỗ là dấu cho dấu chấm thập phân ha. Còn nếu mà mình là dấu phẩy thập phân thì mình nhập dấu phẩy. Còn nếu các anh chị nhập khác nó cũng không chịu đâu. Rồi vậy là xong đó các chị. Ok. Rồi như vậy là chúng ta nhìn vào kết quả này. Mình sẽ có giống giống tương tự đúng không? Giống tương tự ha. Nhưng mà bây giờ mình có kết quả này. À, N là 60 nè. Min. Min bây giờ chúng ta không gọi là min nữa các chị, mà cái này là B mũ các chị, cái này là B mũ. B0 là bằng 0.75 nè. Đây là B mũ. Rồi này standard deviation chứ là độ lệch chuẩn nè. Rồi chúng ta không cần thiết này luôn đi. Rồi tiếp tục. Rồi như vậy thì trong bài này chúng ta có T. T nó chính là công thức này nè các chị. T nó chính là công thức này. Nhưng mà bên đây mình sẽ Z thì cái ta sẽ T thôi. Rồi. Rồi như vậy thì chúng ta có công thức đây ha. Rồi. Tiếp tục tôi quay lại. Rồi như vậy thì chúng ta có cái xích mấy đuôi đây, hai đuôi bằng mấy phần trăm? 0%. Đúng không? Rồi, 0%. Rồi. Chúng ta có mở bơ cận dưới và cận trên. Được chưa? Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có cái kết quả của mình như sau. À, đầu tiên thì tôi sẽ copy này qua ha, để chúng ta nhìn bên này cho nó dễ hơn. Tiếp tục, à, chúng ta có cái bên này. Copy. Rồi. Bây giờ người ta kêu chúng ta cái câu thứ nhất là gì? Câu thứ hai là gì? Viết công thức tính giá trị cái bệnh thôi.
Bây giờ nãy nói giới thiệu chúng ta vậy thôi, chứ còn đi đi làm thì chúng ta khỏi cần làm cái bài này luôn, đúng không? Bỏ con này luôn. À, như vậy thì cái cần công thức đó các chị nhớ thì tốt, không nhớ cũng chả sao. Thì chúng ta làm trên máy tính hết rồi, này bỏ luôn. Rồi bây giờ mình làm bài này nè. À, cái này mới quan trọng nè. À, giờ đầu tiên là chúng ta đặt giả thuyết ha. Lúc nào chúng ta cũng trình bày một cặp giả thuyết các chị. Đó là bây giờ tiến định là tỷ lệ đúng không? Vậy các anh chị sửa chỗ này là B. Đúng không? B. À, B bằng là 7500 thì giờ 0,75. À, chỗ này cũng vậy. À, sửa 70 là gần B. À, bằng là khác chứ. Ừ. Khác. Vậy bây giờ mình học thì nó lung lý thuyết thì nó lung tung lắm, nhưng khi làm thì bắt đầu nó sẽ gọn lại từ từ. Mười lăm rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước thứ hai. À, mình có alpha thì chúng ta không cần ghi alpha luôn. Bây giờ tôi ghi là b bằng 0% nhỏ hơn khỏi ghi alpha luôn cũng được, đúng không? Tại vì mà mình đang xài mặt nghi alpha là 5%, do đó mình ghi vậy cũng được, đúng không? Nhưng mà ta nhớ là đây phần trăm, mà đây cũng phải là phần trăm nghe anh chị. Mà nếu mà b chúng ta mà nhỏ hơn alpha thì chúng ta bác bỏ đúng không? Hay là alpha lớn b là bác bỏ. Như vậy các chị chỉ nhớ tôi, b nhỏ hơn 5% thì bác bỏ, b lớn hơn 5%, lớn hơn bằng 5% thì chúng ta chấp nhận. Như vậy chúng ta suy ra là bác bỏ giả thuyết. Như vậy thôi. À, hồi nãy thì chúng ta còn tính công thức đồ này kia ha, bây giờ ta khỏi luôn đi. À, cho nó đơn giản quá cho các chị. Rồi. Mà muốn nếu ta có làm nghiên cứu chúng ta chỉ làm vậy thôi. Rồi. Như vậy kết luận. Như vậy kết luận đầu tiên đó là B của mình sẽ khác 7500. Nhưng bây giờ lớn hơn nhỏ hơn. Thì chúng ta có B mũ đây là bằng 13% nè. B mũ là 13% nè. Còn cái B0 là bằng 7500 nè. Đúng không? Như vậy 13 này nó sẽ nhỏ hơn nhiều. Xin lỗi hồi nãy như tôi có bị nhầm cái gì cái đề ta. Tham gia tập huấn 25% à. Chết mồ chặt lá cây. Sorry, tôi sẽ tính lại cái này chị. 25% chứ không phải 75 các chị. Tôi vậy tôi chạy lại nha các chị. Xin lỗi. Như vậy tôi sẽ chạy lại. Vậy nó bị chặt rồi. Vậy lại ha. Chạy lại ha các chị. Chúng ta cũng làm giống nãy ha. Chúng ta sẽ vào cái chỗ tập huấn nghe, nhưng mà sửa lại là 0,25 thôi ha. Xin lỗi các chị, tôi nhầm ha. Rồi như vậy kết quả anh ta là vậy nè. Copy ha. Dán lại ha các chị. À, các chị có quan sát lại cho tôi cái. Okay. Rồi như vậy là mình sẽ có cái B này bây giờ không phải là 0% nha các chị, mà là gì? 1,1%. Rồi sửa lại ha. 1,1%. Ok. Rồi, ok, kết quả vậy ha. Như vậy là chúng ta sẽ có với bức ý nghĩa alpha là bằng 5%. Đúng không? Cái phần 5% thì sao? À, chúng ta sẽ có cái P, cái này chúng ta sẽ sao đây. À, chúng ta thấy cái B, B mũ này nè, nó có 13% thôi. Cho nên là 25%, như vậy cái B mũ này nó nhỏ hơn cái B0. Như vậy chúng ta kết luận cho này là B sẽ nhỏ hơn 25%. Không, hay là 0,25 cũng được. À, như vậy chúng ta kết luận là tỷ lệ hộ tham gia tập huấn
hơn hơn này, sợ máy này biết nó dính anh làm ra rồi. Ok rồi, rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái câu thứ tư rồi, ước lượng. Rồi, như vậy thì ước lượng sao nè, chúng ta cũng ghi câu gì cũng ha, với độ tin cậy. Tin cậy 500%. Rồi. Thì sao? Thì tỷ lệ 1 tham gia tập huấn từ bao nhiêu? Các chị nhớ là chúng ta kiểm định kèm với bài toán ước lượng chung thì mình phải cộng thêm 0. Được chưa? Như vậy là chúng ta sẽ từ bao nhiêu nè? Từ là trừ 0,2052, tôi ghi đầy đủ luôn ha. Rồi. Cộng cho 0,25. À, đến đây là trừ 0,0281 cộng cho mi không, đó là b không, đó là 0,25. Rồi vì vậy các chị tính ra cái này ha, chứ còn nếu mà chúng ta để lấy trực tiếp từ số này là chúng ta bị sai ha. Nhưng mà chúng ta nhớ là khi mình trình bày là cái này phải tính ra nghe chị, chứ không ai để vậy nha, ai để vậy là cái gì chúng ta không bị không đạt đó nghe. Rồi, như vậy là tôi đã giới thiệu chúng ta được cái bài toán kiểm định về trung bình và kiểm định tỷ lệ. Rồi, như vậy thì nếu chúng ta tận dụng vào cái phần mềm máy tính thì trở nên rất là đơn giản hơn các chị. Rồi, đó là cái kết quả tôi giới thiệu cho các chị trong bài toán kiểm định. Như vậy mấy cái phần công thức này nè, tôi nghĩ là thôi chúng ta bỏ luôn đi ha. À, cái đó để các chị tham khảo thôi. À, còn cái làm thì chủ yếu chúng ta nắm mấy cái phần nội dung này, phần 3 và phần 4 này. Được không? Nên cái này chúng ta cũng tham khảo thôi. Cho đơn giản cho các chị. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài thứ tư. À, bài này là gì? Nè, đây là cái bệnh chính của mình nè. Nè. Ở chỗ này trước đi. Ở chỗ này trước đi. Này. Câu 4 nè. Trình bày kết quả kiểm định chi phí phân bón cao hơn hay thấp hơn chi phí bảo vệ thực vật. Đó. Như vậy đây là một bài toán kiểm định so sánh hai trung bình. À, coi cái nào lớn hơn cái nào. Thì cái này tôi sẽ quay lại lý thuyết một chút xíu. Trong lý thuyết chúng ta đó, trong bài toán ước lượng chúng ta nhớ một chiếc bài toán chúng ta có bài toán ước lượng đó. Thì mình sẽ so sánh bài toán ước lượng thì dựa vào hai trường hợp là trường hợp gì ạ? Mẫu phối hợp từng cặp và thứ hai là gì, mẫu độc lập, đúng không các chị? Mẫu phối hợp từng cặp và mẫu độc lập nha. Thì trong lý thuyết chúng ta đó là mình sẽ so sánh mu x trừ mu y so sánh với giá trị d không. Như vậy thì trong lý thuyết cái d không chúng ta nó có thể là không nè, ví dụ mình nói là cái thu nhập của người dân thành thị cao hơn cái thu nhập của người dân ở nông thôn là 5 triệu đồng một tháng, tôi nói ví dụ thế, như là chúng ta có d không này là bằng 5 triệu. Tuy nhiên trên cái phần mềm SPSS nó có một cái nhược điểm là nó chỉ giải quyết với trường hợp D0 bằng 0 thôi. Như vậy thì trong bài toán SPSS nó chỉ yêu cầu chúng ta so sánh là gì? Cái nào lớn hơn cái nào thôi. Nó bằng hay nó khác, nó lớn hơn hay là nó nhỏ hơn. À, như vậy trường hợp này mặc nhiên là chúng ta sẽ có D0 bằng 0. À, như vậy thì khi trình bày cái kiểm định á thì chúng ta chỉ cần ghi là mu x bằng mu y thôi, còn H1 thì chúng ta làm hay luôn luôn là mu x khác mu y thôi, như vậy nó sẽ đơn giản hơn khi chúng ta thực hiện trong lý thuyết. Như chưa? Rồi như vậy thì đây là cái lý thuyết chúng ta, thực đây là bài toán kiểm định phân phối Student. Như vậy chúng ta tính cái t này rồi sau đó chúng ta đi tra với cái bảng tn trừ một và alpha trên 2, rồi chúng ta đi đối chiếu với cái trị đối của t này thì chúng ta sẽ biết được là chấp nhận hay là bác bỏ giả thuyết. À, tuy nhiên mình không cần cái đó nữa. Nãy chúng ta có gì chị B rồi. Như vậy các anh chị chạy chúng ta chỉ cần biết cái giá trị B bằng bao nhiêu là xong.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ha. Bây giờ chúng ta quay lại cái bài toán. Đây là chúng ta có hai cái bảng, đó là chi phí phân bón và chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Còn cái nào cao hơn ha? Bữa nay bữa trước chúng ta cũng làm rồi, hôm nay chúng ta làm lại thôi. Ok, bây giờ sẽ chuẩn bị nữa ha. Rồi cái này là phân bón. Ủa, nó tùm lum hết trơn người ta. Chuẩn bị từng phần đi. Đây là phân bón. Rồi, cái này là đi hai đi. Chúng ta vậy thì vậy. Để xa xa nha, sợ nó trùng ha. Rồi như vậy là tôi sẽ nói mấy cái phần bón này nha. Nó xuống luôn. Ok. Này cũng vậy ha. Về nếu là mẫu phân học trường gặp thì các anh chị sẽ cho mỗi một cột là một biến ha. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có cái này. Sau này đi ha. Như vậy cái này là thuốc, cái này là phân. Rồi, chúng ta có hai cột vậy. Đúng không? Rồi, tôi copy nữa mà. Rồi, thì bỏ này luôn đi ha. Lê nó đi. Rồi, nhấn vô. Rồi, cái này là phần. Đây là thuốc đúng không? Vậy ha. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu tài dạy nha. Rồi, để so sánh mẫu thực tập chúng ta vào Analyze. Chúng ta sẽ vào Compare Mean. Rồi chúng ta vào cái chỗ Pair Sample T-Test. Rồi chúng ta so sánh phần. Ủa, không? Mặc nhiên cái biến thứ nhất này là biến X. Biến thứ hai là biến Y. Nhưng là so sánh mi X với mi Y. So sánh biến thứ nhất với biến thứ hai. Rồi, ok. Rồi như vậy là chúng ta có kết quả này. Nó giống y chang như bữa hôm trước chúng ta làm ước lượng thôi. Đúng không? Rồi. Rồi đây nè. Rồi, ok. Bây giờ bản này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo cái này ha. Tôi cho nó auto fit đi ha. Auto fit window đi. Rồi, ok. Rồi thì về mặt lý thuyết của chúng ta đó thì trong trường hợp này chúng ta sẽ có T bằng này. Đúng không? T bằng này. Bây giờ copy qua đây để cho các anh chị mường tượng câu chuyện. Nếu mà chúng ta có kêu là hãy viết công thức, chúng ta cũng hiểu nó. Công thức đó là cái này. Tuy nhiên mình giới thiệu thôi chứ chúng ta không cần phải làm nha. Đi ngang đâu? Đi ngang là đây. Trên lệch của phân và thuốc. X và Y. Đây đây nghe này. D không thì chúng ta mặc nhiên bằng không rồi. SD là đâu? Đây là SD này. N. N đây 60 được chưa? Rồi đó là chúng ta có kết quả rồi. Như vậy thì bữa trước chúng ta có phần ước lượng thì các anh chị đã có chỗ này rồi, chúng ta làm rồi à. Thì trong trường hợp này đó thì nó khác với nãy chút xíu là cái trường hợp hai cái trường hợp mà nãy chúng ta vừa làm đó là mình phải cộng thêm cái giá trị cho trước, ví dụ là phải cộng thêm mi không hoặc là chúng ta cộng thêm cái b không cho hai cái vế của cloud bữa này. Tuy nhiên trong cái bài toán trường hợp này của chúng ta đó
tại vì cái D0 chúng ta nó bằng không rồi. Do đó trong trường hợp này chúng ta không có cần cộng thêm cái gì nữa hết, chúng ta ước lượng chính là cái kết quả này luôn, các chị nhớ ha. À, trên đây chúng ta đâu có cộng thêm cái D0 nữa, bởi vì thật ra chúng ta cũng cộng đấy, nhưng mà tại cái D0 bằng không, do đó cộng vô nó cũng không có thay đổi gì hết nha. Chúng ta nhớ vậy. Rồi như vậy thì chúng ta thấy ở đây thì ra sao? Rồi sau đó mình lấy cái đại lượng này là mình trị đối được của cái đại lượng T này, chúng ta so sánh với T của 59 và 2,5%. À, mà nãy chúng ta tính tương đương là T của 60 và 2,5% thì nó bằng 2. Đúng không? Thì đó là chúng ta phải làm thủ công là như vậy. Tuy nhiên mình không cần cái điều đó. Đó, chúng ta sẽ thực hiện bài toán ổn định. Cái chỗ này là quan trọng nhất nha. Cái này là biết thì cho chúng ta biết cái cơ sở của nó là vậy, còn đi làm thì chúng ta không có cần. Rồi như vậy thì tôi sẽ trình bày cái giả thuyết nha. Thì nếu vậy thì chúng ta sẽ sửa giả thuyết này lại cho nó phù hợp nha. Chúng ta sẽ ghi chỗ này là cho bạn nghe, bạn nghe cho nó dễ hơn. Còn không tôi ghi mi x trừ mi bằng không thì nó dở nha, ghi vậy nó sẽ thấy nó trực quan hơn. Đó. Còn này là chúng ta sửa lại chỗ này là gì? Khác. À, chúng ta sửa chỗ này là khác. À, vậy là ok hơn, đúng không? Đó là bước thứ nhất. Rồi, bước thứ hai. Chúng ta có B bằng mấy? B bằng. Không, B đâu? Đây. Không, 0%. Rồi, 0%. Rồi. Nói sao đây? Nhỏ hơn 500. Nhỏ hơn 500 thì dẫn đến điều gì? À, dẫn đến là chúng ta bác bỏ giả thuyết A0. Giả thuyết này, yên viết lộn nha. Giả thuyết không. Ok. À, như vậy giả thuyết không là bác bỏ. Như vậy thì bác bỏ chúng ta sẽ được là mu x khác mu y. Nhưng bây giờ chúng ta muốn biết là cái nào lớn cái nào thì sao, à, thì chúng ta dựa vào cái mẫu chúng ta quan sát đưa kết luận thôi. Yeah, bây giờ dựa sao? Yeah, các chị để ý này nha. Chúng ta có cái này nè, cái này là x ngang đúng không? À, cái này là ở trên là luôn luôn là x, ở dưới này luôn luôn là y, như cái bài toán ước lượng của chúng tôi giới thiệu đúng không, là so sánh x với y nè. Như vậy là chúng ta sẽ có x ngang lớn hơn y ngang, đúng không? Vậy thì mình sẽ suy ra là mu x sẽ lớn hơn mu y. Tuy nhiên là trong trường hợp chúng ta bác bỏ thì mới suy ra vậy ha. Còn nếu bằng nhau thì chúng ta chỉ kết luận là bằng nhau thôi, mình không có so sánh gì nữa. À, như vậy là mình sẽ có mu x sẽ lớn hơn gì? Mu y. À, như vậy thì chúng ta sẽ có kết luận như vậy. À, với mức ý nghĩa alpha, hay là tôi viết bằng lời cũng được. À, với mức ý nghĩa ý nghĩa 5%. À, thì sao? Thì chúng ta sẽ có mu x nhỏ hơn mu, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có chi phí phân sẽ thấp hơn, này lớn hơn ha, 8.001 mà lớn hơn 5.008 mà. À, chi phí phân là cao hơn nha, cao hơn. Rồi, chi phí. Rồi thì các anh chị chú ý trong cái kết luận kiểm định của chúng ta đó là luôn luôn mình phải kèm theo cái mức ý nghĩa, có nghĩa là kết luận này chúng ta vừa phát biểu đó nó chỉ đúng là 95% thôi và khả năng sai là 5%. Nha, kết luận này chỉ đúng 95% thôi, khả năng sai lầm của nó là 5%. Được chưa? Các anh chị nhớ nhé. Rồi như vậy thì nếu mà chúng ta trình bày về toán ước lượng nữa thì sao? Chúng ta sẽ ghi cách đơn giản này với độ tin cậy ha, 95%. Thì sao? Thì chúng ta sẽ có chi phí phân cao hơn, à, chi phí thuốc là từ tự nhiên từ chỗ này luôn nè.
À, 1475 ha. 1475. Tôi làm tròn ha. Đến 2996. Đó, đơn vị tính này là ngàn đồng trên một cọc, đúng không? Rồi, đó là cái kết quả của chúng ta bài toán ước lượng. Như vậy thì nếu mà chúng ta áp dụng trên máy tính thì chơi dễ đi, nó nhẹ nhàng hơn các anh chị. Đây, rồi. Và tôi cũng kỳ vọng vậy. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài toán thứ tư. Đó là bài toán kiểm định so sánh hai trung bình. Nhưng mẫu chúng ta là mẫu độc lập. À, thì cái dữ liệu này là y chang cái bài toán dữ liệu về cái phần ước lượng mà chúng ta đã được giới thiệu trong chương 6. Thì bây giờ chúng ta làm đây tương tự thôi. À. Như vậy thì chúng ta sẽ có lý thuyết. Yeah, lý thuyết này. Mẫu độc lập. À. Thì người ta cũng sẽ chia ra cho mình hai trường hợp lớn. Đó trường hợp là gì? Đã biết phương sai. Và thứ hai là trường hợp chúng ta chưa biết phương sai. À, tuy nhiên thì cũng như nói nhiều lần rồi. À, chúng ta hầu như là không biết phương sai trước được. Nhưng không? Do đó cái trường hợp này là chúng ta bỏ. Chúng ta chỉ nói lý thuyết thôi. Như vậy là chúng ta sẽ còn hai trường hợp. Đó là trường hợp chưa biết phương sai. Đúng không? Nhưng mà trong cái chưa biết phương sai này người ta lại chia làm hai. Đó là chưa biết, mặc dù chưa biết phương sai nhưng mà chúng ta biết là phương sai nó khác nhau. Và thứ hai là chúng ta chưa biết phương sai nhưng mà chúng ta biết được là cái phương sai nó bằng nhau. À, như vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Phương sai khác nhau và phương sai bằng nhau. Nếu phương sai khác nhau thì chúng ta sẽ sử dụng công thức này. À, chúng ta nhớ cái công thức N này các chị. Đó là công thức rất là lu bu ha. Và nó ra số lẻ thập phân ạ. Và trường hợp mà phương sai bằng nhau thì chúng ta sử dụng công thức này. Rồi. Và các chị nhớ chúng ta có cái công thức S bình phương là công thức phương sai chung của hai phương sai. Và công thức phương sai chung này chúng ta được tính bằng cách là chúng ta cộng hai phương sai đó là chúng ta lấy tử cộng tử và mẫu cộng mẫu. Như vừa trước tôi cũng giới thiệu chúng ta một lần. Rồi. Như vậy thì khi chúng ta thực hiện bài toán này, chúng ta chọn phương án C hay là chọn phương án B thì chúng ta phải biết được là phương sai của nó bằng nhau hay là phương sai nó khác nhau. Đúng không? Thì để biết được phương sai nó bằng nhau hay khác nhau thì chúng ta sẽ có một bài toán đó là kiểm định so sánh hai phương sai bằng nhau. Đúng không? Thì chúng ta sẽ có bài toán kiểm định hai phương sai bằng nhau thì nó nằm ở chỗ này. Đúng không? Thì chúng ta có S bằng là S đi bình phương chia S đi bình phương. S đi là phương sai của tổng thể X. S đi là phương sai của tổng thể Y. Đúng không? Rồi sau đó tôi lấy F này chúng ta tra cho bảng phân phối Fisher này. Tuy nhiên làm bài này chúng ta sẽ không cần phải tính toán nữa. Tôi chỉ yêu cầu chúng ta là tìm cái B và chúng ta đưa ra kết quả thôi. Do đó sẽ đơn giản ha. Thì trong bài toán kiểm định phân phối của cái phân phối Fisher này đó thì chúng ta chỉ làm một đuôi thôi các chị, chúng ta không có làm hai đuôi. Tại vì cái phân phối này là một phân phối không đối xứng. Và như vậy các chị nhớ cho tôi nè, chỉ có bài toán kiểm định phân phối chuẩn hoặc là phân phối Student thì chúng ta mới có bài toán kiểm định hai đuôi. Còn các bài toán kiểm định như là chia bình phương, kiểm định Fisher thì chúng ta làm một đuôi thôi. À, tuy nhiên thì mình không có cần tính toán gì hết, máy tính cho sao chúng ta tính vậy thì nó sẽ rất là dễ thôi. Nhưng mà khi tôi đang nhặt giả thiết đó, thì các anh chị chú ý nè, nếu chúng ta có S đi bình phương mà lớn hơn S đi bình phương đó thì chúng ta đặt chỗ này lớn hơn, còn nếu chỗ này nhỏ hơn thì các anh chị đặt chỗ này giùm tôi là nhỏ hơn vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dựa vào kết quả như vậy đó thì như vậy là chúng ta sẽ làm bài toán kiểm định so sánh hai trung bình mẫu độc lập đó là chúng ta phải làm hai bước. Một là chúng ta phải đi kiểm định so sánh hai phương sai bằng nhau. Và thứ hai là chúng ta đi kiểm định so sánh hai phương sai hay hai trung bình của chúng ta nó bằng nhau hay khác nhau. À như vậy là chúng ta làm hai bài ha. Rồi như vậy thì quay qua bài này của chúng ta có dữ liệu giống như bữa trước. Đó là chúng ta đi kiểm định so sánh coi là nam và nữ thì ai sẽ trồng cái thanh long có cái năng suất cao hơn. Rồi chúng ta sẽ có một dữ liệu như sau.
À, chúng ta chuyển sang cái cột nha. Thì lúc này chúng ta sẽ nói dữ liệu là thế là tất cả, đúng không? Vì tôi nói dữ liệu này. Nhưng mà khi nói lại thì toàn bộ cái cột này chúng ta dữ liệu đó là năng suất, đúng không? Ở khúc trên này là của nữ, khúc dưới này của nam. Vậy thì làm sao chúng ta đưa vào dữ liệu mình biết được đó là của nam của nữ? Thì trong trường hợp này mẫu độc lập đó thì chúng ta phải đưa thêm một cái biến gọi là cái biến phân nhóm, hay ta gọi là biến trung gian, ta gọi là cái biến nghe trong trường hợp này mình đặt là giới tính đi ha, giới tính. Thì thường thì mình đánh giá mình mã hóa nữ là số 0 ha, tôi nói thường nha. Rồi. Còn nam thì mình mã hóa là con số số 1 ha. Rồi. Rồi, nam số 1. Ok, như vậy chúng ta bỏ chữ nam này đi ha. Rồi, chúng ta copy toàn bộ dữ liệu này. Ta bỏ cái tiêu đề đi. Rồi, chúng ta qua bên SPSS chúng ta thực tiếp. Thường xóa này đi ha. Rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có cộng này đi, này là năng suất ha. Đây là năng suất. À, tôi sửa cho này là giới tính nè, tôi viết tắt ha. Rồi. Giới tính. Ủa, nó báo gì ta? Đi nãy câu nói không chịu đâu. Rồi, ok. Rồi như vậy thì chúng ta có thể mở khóa không là nữ nam đó, thì chúng ta có thể chỉnh trong cái chỗ cái value này các anh chị ha. Cho biết này, ví dụ như mình nói đây là nói số 1 là số 0 là nữ ha, một là nam đi, làm không làm thì mình nhớ được rồi, đúng không? Ok, đi qua đây rồi. Rồi đây thì nằm nữa ha, thì muốn hiện này thì chúng ta có thể vào cái chỗ value label này các chị, chúng ta chép vào đây, còn không thì nó để biểu hiện cái chết cái value label này chỗ này luôn nè, đúng không? Rồi giờ chạy nha. Như vậy là chúng ta sẽ vào cái chỗ analyze, chúng ta sẽ vào compare min, và các anh chị chọn vào cái independent sample. Rồi, ok. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái biến mà chúng ta sẽ kiểm định, đó là biến năng suất, biến phân nhóm. Rồi, chúng ta chọn biến set. Rồi. Nhóm máy với nhóm máy. À, chúng ta cho nam với nữ thì mình nhập mã hóa của nam chứ nữ sao, còn nếu các anh chị so sánh nữ với nam thì các anh chị làm lộn ngược lại. Rồi đây kết quả anh ta. À, tôi bung ra cho dễ nhìn ha. Rồi như vậy đây là x nè. Cái này là y nè, đúng không? Như vậy các anh chị sẽ mừng mừng tượng nè. Đây là nx nè. Đây là ni nè. Đúng không? Đây là x ngang nè, đây là y ngang nè. Y ngang nè. Đây là sx và đây là sy nè. Được chưa? Rồi. Rồi đó là những số cụ thể. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần kiểm định nè. Thì trong kiểm định này người ta sẽ chúng ta có hai nội dung. Một là chúng ta sẽ có cái ô thứ nhất này. Đúng không? Đó là gì? Test equality là bằng nhau ha. Variance như là phương sai. Như là đây là bài toán kiểm định so sánh hai phương sai bằng nhau. Rồi. Đây là test equality min ha, min là trung bình ha, so sánh là trung bình bằng nhau, đúng không? Như vậy bài này người ta sẽ cho chúng ta có hai cái kết quả luôn. Rồi bây giờ ta đi nè,
Nếu như mà phương sai của mình bằng nhau thì chúng ta sẽ sử dụng cái hạn này. Phương sai khác nhau thì chúng ta sẽ đọc hạn này. Chúng ta nhớ trong bài toán ước lượng trung bình á, thì chúng ta giả sử phương sai bằng nhau, giả sử phương sai khác nhau, thì bây giờ sang chương này chúng ta cũng làm bài toán kiểm định, cũng làm bài toán ước lượng, nhưng mình không có giả sử nữa, mà mình phải kết luận đó là phương sai bằng nhau hay khác nhau, và chúng ta chỉ chọn một phương án đây. Như vậy đầu tiên thì chúng ta sẽ coi là mình sẽ có cái kết quả là phương sai bằng nhau khác nhau. Rồi bây giờ đầu tiên tôi sẽ copy dữ liệu qua Word cái. Chỗ này. Ok. Thì vậy ha. Và giờ nó tràn ra thì chúng ta sẽ chọn cái auto fix ha các chị. Cái này thì thôi cục kỹ thuật trình bày thôi. Auto fix bên đầu. Tôi buông cái luôn đi. Ok. Cỡ mẫu thì dễ nhé, nx nè, nx bằng bằng 40 và ni bằng 20, nếu ta hỏi cỡ mẫu nhé, vậy ta có nx bằng 40. Ni bằng 40. Đã lỗi vậy rồi. Giờ đầu tiên là chúng ta kiểm định hai phương sai có bằng nhau hay không. Đó, kiểm định phương sai năng suất của nam và nữ có như nhau hay không. Như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện bài toán kiểm định so sánh hai phương sai. Như đầu tiên ta có cái giả thuyết chưa? Giả thuyết. Đầu tiên là chúng ta sẽ có sigma x bình phương bằng sigma bình phương. Đương nhiên. Nhưng mà bây giờ cái phần này nè, chúng ta xem coi là cái phương sai của x nó sẽ lớn hơn hay nhỏ hơn cái phương sai của y để mình trình bày cho đúng. Thì muốn biết cái này đó thì các anh chị sẽ nhìn vào cái s này, đúng không? Cái này là s x nè, cái này là s y nè. Như vậy chúng ta thấy có s x nó lớn hơn s y, do đó chúng ta sẽ có sigma x bình phương sẽ lớn hơn sigma bình phương. Còn nếu giả sử cho này nó nhỏ hơn thì các anh chị phải sửa cho này là nhỏ hơn nhớ ha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái b. B bằng nhiêu? B bằng là 0 chấm. Nhỏ hơn 5%. Đúng không? Như vậy chúng ta suy ra là bác bỏ giả thuyết. Không? Nếu chúng ta bác bỏ giả thuyết không thì mình được cái gì? Đây là cái hai đi ha. Làm mình khỏi cần ghi bước cũng được. 3 sao này, cái luận sao này, cái luận với alpha mà không 5% ha, với mức ý nghĩa phần trăm thì sao? Bác bỏ nghĩa là chúng ta được gì nữa, thì ở đây mình chỉ cần phương sai khác nhau bằng nhau thôi, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ là phương sai khác nhau. Và phương sai khác nhau. Nếu phương sai khác nhau thì các anh chị sẽ sử dụng công thức nào? Ở sử dụng trường hợp nào? Chúng ta sẽ lấy hàng dưới này. Chúng ta nhớ tôi lấy hàng dưới này, tôi tô lên đỏ đây. Như vậy hàng trên này không động nữa nha, động ở dưới này. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ có giá trị x, đó là giá trị p phải liệt. Đúng không? Ở đây, như vậy là chúng ta chọn cái này nha. Không có chọn trên này, cái này không có chọn nha, chúng ta chọn số dưới này. Rồi như vậy là chúng ta sẽ có bài toán kiểm định như sau. Giờ đầu tiên chúng ta đặt cái giả thuyết chưa, thì đối với bài toán kiểm định thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái giả thuyết là gì nè. Giả thuyết đó là mu x bằng mu y, rồi h1 là mu x khác mu y, đúng không? Rồi, giống như cái ở trên kia. Rồi chúng ta sẽ có B bằng phần trăm. Đây là 0,2%, đúng không?
chuyển cho đúng nha các chị, cái ghi chặt là nó không ok đó, nhỏ hơn 500 rồi. À, như vậy nó nhỏ hơn 500 thì chúng ta suy ra là à, bác bỏ giả thuyết khác không, đúng không? Như vậy là chúng ta sẽ kết luận nè, kết luận à, với alpha bằng 500 à, chúng ta ghi gì cũng được và chúng ta ghi chỉ mức ý nghĩa ha, tùy rồi. Như vậy là mình sẽ được cái gì nè, chúng ta sẽ được là hai cái này khác nhau, nhưng bây giờ hỏi là cái nào cao hơn thì mình trả lời sao, thì các anh chị sẽ dựa vào cái x ngang và y ngang, đây là x ngang nè và đây là y ngang, thì các anh chị thấy là x ngang nó lớn hơn y ngang đúng không, như vậy thì mình sẽ suy ra được là mu x sẽ lớn hơn mu y đúng không, như vậy thì các anh chị sẽ ghi chỗ này của chúng ta đó là mu x. Tôi ghi như vậy là tôi sẽ có này là mx à, nó sẽ lớn hơn thì chị nhớ là mấy cái chỗ này là chúng ta phải ghi cái dấu nó sao ra à, chỉ số nhỏ dưới ha, chúng ta đừng có ghi ngang gì các anh chị à, ghi nhỏ số à, ok. Như vậy là mình sẽ có là mu x là gì, là cái năng suất đúng không? Của nam và mu y là năng suất của nữ, như vậy chúng ta sẽ nói là nam sản xuất ra năng suất ra, tôi ghi luôn đi cụ thể đi, năng suất của nam sẽ cao hơn gì, cao hơn nữ, được chưa, rồi ok. Rồi chúng ta trình bày kết quả ấn lượng. À, thì cũng như cái bài trước chúng ta cũng ghi là với độ tin cậy ha 500 à, rồi chúng ta sẽ có năng suất của nam cao hơn nữ à, cao hơn bao nhiêu à, cao bao nhiêu, bây giờ chúng ta cũng sẽ có hai kết quả được lượng đúng không, để chơi ở dưới. Nhưng bây giờ chúng ta không có chọn ở trên nha. Chúng ta lấy dưới thôi. Là từ 516 cho đến 2271. Đúng không? Từ 5. 516. Đến là 2271. Đúng không? Kg. Rồi như vậy là chúng ta đã thực hiện được bài toán ước lượng lòng trong bài toán kiểm định luôn. Nhưng bây giờ tôi hỏi thêm nha, nếu chỗ này của chúng ta mà chấp nhận thì sao, nếu mà chấp nhận có nghĩa là mình sẽ có hai trung bình bằng nhau, mà nếu hai trung bình đã bằng nhau thì cái kết quả bài toán ước lượng này chúng ta không có trình bày nha, tại vì nó đâu có chênh lệch đâu mà chúng ta ước lượng, có nghĩa là hai cái đó bằng nhau rồi, do đó nó đâu có còn là cái này nó cao hơn hay thấp hơn cái kia nữa, do đó nếu như bài toán kiểm định chúng ta là chấp nhận giả thuyết thì bài toán ước lượng của mình sẽ trở nên không có ý nghĩa, do đó mình sẽ kết luận là à, nó đã bằng nhau, do đó mình sẽ không có giải thích là nó cao hơn hay thấp hơn nữa. Như vậy các anh chị chú ý nha. Rồi như vậy là tôi đã giới thiệu chúng ta một cách rất là gọn nhẹ và chúng ta ứng dụng cái phần mềm SPSS để chúng ta làm cho nó hiệu quả và chúng ta chỉ cần tập trung vào nội dung đó thôi. Như vậy thì trong bài này, trong cái phần ước lượng này hay bài kiểm định này thì các anh chị chú ý tôi đó là, một là chúng ta đặt giả thiết cho nó đúng, và thứ hai là chúng ta phải biết cái giá trị B là gì, hay nhớ nha, alpha lớn hơn B thì bác bỏ, nhưng mà alpha cho mặc nhiên là 5%, vì đó chúng ta cứ bị thấy là B mà nhỏ hơn 5% thì chúng ta bác bỏ, và B lớn hơn 5% thì chúng ta chấp nhận, vậy thôi à. Và cái nữa là chúng ta chú ý trong cái bài toán kiểm định và kiểm định trung bình và kiểm định tỷ lệ đó, thì do cái chênh lệch của nó khác không, do cái chênh lệch khác không thì khi mà các anh chị kết hợp với bài toán ước lượng đó thì các anh nhớ phải cộng thêm cái mi không ở hai bên, nếu là b thì cộng mi không,
Còn mi thì chúng ta cộng cho mi không, nhớ cộng thêm hai cái này cho tôi, chứ không thôi là chúng ta bị chặt nha. Chỗ này cũng vậy, ở đây là chúng ta cộng thêm 6 và ở đây chúng ta cộng 6 ha. Rồi ok, rồi bữa nay chúng ta chỉ trình bày gọn nhẹ như vậy nha. Rồi nói chung là vậy là đáp ứng được yêu cầu của bài toán này rồi, của chương này rồi. Rồi như vậy thì tôi sẽ ngưng lại một chút rồi. Rồi, để xem coi các anh chị chúng ta có kỹ diện nè. Chúng ta đang làm bài toán hai đuôi thì chúng ta giữ nguyên luôn các anh chị, chúng ta khỏi cần làm bài toán một đuôi để chia hai mất công lắm nha. Tôi đang cứu gọn cho các anh chị đó, là chúng ta sẽ không cần cái chia hai nữa, chúng ta ghi nguyên nó luôn đi. À, như vậy thì cái trình bày kia thì rất là chi tiết, nó đúng là như vậy đó. Phải làm là trường hợp một đuôi thì chúng ta phải chia hai, hai đuôi thì không cần phải chia hai. Nhưng mà bởi vì tôi muốn đơn giản cho các anh chị đó, là mình chỉ cần làm bài toán hai đuôi thôi, do đó chúng ta không cần phải chia hai. Xem lại chỗ giá trị B của H0 và H1 là sao, không hiểu ta. Cái bài hai á, thầy có cái chỗ H0 H1 á hả thầy? Sao bài 2 nha, bài 1, bài 2 rồi sao. Bài 2 đây, H0, H1 đây. Có sao như không, có hỏi gì đi Chỗ theo đó đơn tôi. là 0,735 hay là 0,25 thầy? 025. Nãy mình quên chỉnh, chỉnh lên thì làm này. Nãy mình lên 25 mà, đúng không? Ok, nãy chỉnh kia quên chỉnh này nữa đó. Rồi, cảm ơn em. Ok, có gì được rồi ha. Rồi, ok. Dạ rồi, Rồi cảm có ơn. gì, rồi cảm ơn em. Rồi còn vấn đề gì thêm nè. Rồi như vậy là ok đó. Rồi nữa tôi vô nữa tôi ra đề thi ha, là tôi sẽ cho cái bài nhiều chữ chơi chơi copy nguyên cái bản này ha, tôi chạy trên máy tính. Xong đó tôi hỏi, ví dụ như là khi mình mình hỏi bài toán ước lượng thì hỏi đề nghị các anh chị hãy ước lượng kết quả này, đúng không? Đề toán kiểm định thì đề nghị các anh chị hãy trình bày kết quả kiểm định này, rồi vậy là xong. Như vậy thì sẽ rất là gọn nhẹ, và tôi nghĩ là như vậy là nó cũng là hiệu quả cho chúng ta. Rồi mời các chị có ý kiến thêm nè. Thì chưa hỏi nói rồi, học gần cuối đi rồi, muốn hỏi muốn trắc nghiệm hay là tự luận? Các chị muốn trắc nghiệm hay tự luận? Tự luận thầy, trắc nghiệm mình cũng phải tính mới ra kết quả mà thầy. Tôi nghĩ vậy đó. Thi tự luận đi cho nó sẽ đơn giản hơn, thì hỏi trắc nghiệm là như nó cũng lắc léo, nhiều khi cũng mệt á. Tôi nghĩ thi tự luận là dễ nhất thì tùy đi, nhưng mà cứ học tới gần cuối đi ha, tới cái lúc mà cái chương chương cuối cùng đó thì chúng ta sẽ thảo luận chốt lại là tự luận hay là trắc nghiệm, và tôi cũng sẽ tôn trọng chúng ta nha. Chúng ta thích kiểu nào cũng được. Rồi có gì nữa không nè? Hồi nãy thầy có nói bài toán kiểm định nào là mình dùng hai đuôi, còn cái nào mình dùng một đuôi thì em nghe không kịp thôi. Rồi nha. Rồi. Để cho đơn giản cho tôi khỏi có các anh chị khỏi phức tạp đó. Thì cái bài toán như thế này đi. Người ta cho nói chung là bài toán kiểm định liên quan tới số trung bình và con số tỷ lệ nha, là chúng ta sẽ làm hai đuôi. Được chưa? Rồi. Chỉ riêng có bài toán kiểm định phương sai đó, bài toán kiểm định phương sai đó là cái chỗ này nè, cái chỗ này mà này nè, đúng không? Chỗ này nè là chúng ta làm một đuôi thôi,
Có nghĩa là chúng ta chia chỗ này bằng, nhưng mà chỗ này chúng ta ghi là lớn hơn hoặc là nhỏ hơn. Khi nào chia lớn hơn? Khi lớn hơn khi chúng ta có ADIS lớn hơn AD. Các nhìn thấy rõ rồi ha. ADIS lớn hơn AD thì chúng ta ghi cái dấu này là lớn hơn. Nhớ nha. Còn nếu cái này nó nhỏ hơn trên này mà nó nhỏ hơn dưới này thì các anh chị sẽ sửa lại chỗ này là nhỏ hơn. À, còn cái B chúng ta cứ B nguyên chỗ này xuống đi. À, người ta cho nhiêu đây xuống chúng ta đổi 100 thôi. À, các chị không có phần cần phải nhân đôi chia đôi gì nữa chứ. À, cho nó dễ cho các anh chị. Được chưa? Rồi rõ ha. Rồi có gì thêm nè. Rồi nếu không có gì thì chúng ta sẽ tạm dừng đây. Còn cái bài này để tôi chỉnh lại cái câu hỏi nha, rồi tôi gửi lại các anh chị hãy làm nha các anh chị. Rồi nếu các anh làm như tôi cũng được, nhưng mà nó vậy nó mới công mệt cho mình, thì tôi sẽ làm cái câu hỏi nó gọn lại chút xíu, rồi mai tôi sẽ gửi lên trên group cho các anh chị. Rồi, rồi thôi chúng ta sẽ kết thúc ở đây ha. Tôi xin phép mọi người, tôi sẽ rời nhóm ạ.